Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock 2P nha. Và để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một số cái thông tin về các kingdom có liên minh là người Việt Nam nha. Thì trước hết chúng ta đang có ở đây là kingdom 2744, hiện tại mình thấy 2744 đang trong KVK. Đó, 2744 thì chúng ta có một cái liên minh ở đây là 44HQ Agribank Army. Nghe tên là biết Việt Nam rồi, không biết là nước ngoài liệu có Agribank không. Nó dàn R4 và R5 cũng rất là nhiều cái tên Việt Nam nha. Nhất này, bán vịt, nhất 1, nhất không có chữ rồi. Nhất 77 nha anh em. Đó. Thì bên này 2744 với một cái clan tầm dưới 10 tỷ pound như này thì chắc đánh sit B, sit C thôi. Và họ đang diễn ra một cái trận chiến đèo 7 ở đây. Đang phòng thủ đèo 7 khá là tốt. Ở phía trên này thì đồng binh của 2744 họ cũng đang công và bắt đầu tiến vào đèo 7 thôi. Trên này thì đồng binh của 2744 làm khá là tốt. Đến này thì 2744 vẫn đang thủ thôi. Ở đây có một số thành viên của 44HQ là đang tử thủ để phòng thủ cái đèo này. Đó, một kingdom Việt Nam nếu mà đánh sit ở dưới thì nó sẽ như này thôi. Ngày đầu tiên lúc mở đèo thì thường khá là đông, nhưng mà đến cái ngày tiếp theo ấy thì thường sẽ vơi đi khá là nhiều. Phải đa số anh em sẽ bận, nhất là đợt này đang còn lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nữa. Đến với một cụm KVK khác thì chúng ta có một liên minh cũng rất là đông anh em Việt Nam, đó là GV77 nha. Thì KVK GV77 ở đây gặp với 3159 thì GV77 đã giành chiến thắng, có thể nói là áp đảo ở cái khu vực đèo 4 rồi. Và có lẽ đang chờ để tiếp tục mở cái đèo 5 tiếp theo. Map này thì sẽ khá là hay bởi vì đến Kingland chúng ta sẽ có cái sự gặp mặt của 2377 đối đầu với 2429. Thật ra không cần đến Kingland, đến đèo 7 là mình nghĩ có thể gặp nhau rồi. Tuy nhiên thì trận chiến quyết định sẽ là ở Kingland cơ. Đó, bên này thì mình đang rất là hóng xem là liệu các bot Việt Nam, 2377 rất là đông Việt Nam nhá anh em, thì đối đầu với 2429 thì trông nó sẽ như thế nào. Và trong cái đợt OL mùa 9 này thì chúng ta có kingdom 3196 cũng rất là đông anh em Việt Nam. Thì hiện tại đã được đặt cái con mắt nhân tài ở cụm 4 ấy, số lượng lên tới là 2.940.000 con mắt nhân tài các bạn. Đấy, tuy nhiên thì ở trong cái trận đầu tiên của OL mùa 9 thì VC96, tức là kingdom của 3196 ấy, đã để thua ở trận đầu tiên với số lượng điểm số chênh lệch rất là nhiều. Thì thấy bảo là 3196 là đang trong KVK bận đánh Kingland nên là không có tham gia được. Thì ở đây mình đang có mặt ở Kingland của 3196. Mình đang cảm giác rất là bất ngờ luôn, bởi vì mình nhớ là cái hôm trước mình xem ấy là 3196 đã đẩy được tít xuống cái chỗ ở dưới này gần đèo 8 của phía bên địch rồi. Cái map này là Ali chéo nha anh em. Đó, nhưng mà hiện tại thì 3196 đã bị đẩy ra khỏi Kingland. Wow, rất là bất ngờ luôn. Và ở đây đang có combat. Thì sau khi mà mình xem ở trên group Facebook Rise Kingdom Việt Nam ấy, thì mình có thấy có một cái bài post nói về cái việc đó là có một cái người chơi quản lý của 3196. Đó là hiện tại đang có một cái drama và gán cho cái Kingdom 3196 này là một cái mark là phản Ali. Thì thực ra thì bài post này thì khá là dài, cũng rất là khó để có thể biết được là thật sự là kingdom nào phản kingdom nào. Nhưng mà ở đây thì trong Kingland mình thấy là 3196 đã bị đẩy ra rồi. Đấy, mình sẽ để cái hình bài post này để cho anh em đọc và tham khảo thôi, chứ mình sẽ không có nhận xét gì nha. Tại cái map này thì mình không có theo sát ngay từ đầu. Nhưng mà thật sự sẽ rất tiếc cho 3196, bởi vì thứ nhất là họ đã bỏ OL đánh Kingland. Và rõ ràng là hôm đầu tiên các bạn có thể thấy là cờ 3196 vẫn đang còn rất là nhiều đất trong Kingland này. Nhưng mà chắc có lẽ chỉ trong một ngày vừa qua thôi, tại một ngày vừa qua mình không có xem cái map này lại ấy, thì 3196 đã bị đẩy khỏi Kingland. Như vậy là mất cả OL và mất cả KVK rồi anh em ơi, khá là đáng tiếc. Ok, và tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn 5 kingdom Việt Nam hiện tại mà đang tuyển quân cũng như tiêu chí của họ nha. Thì 5 kingdom này thì mình đều lấy từ cái bài post ở trên group của Royal Kingdom Việt Nam để anh em có thể lựa chọn. Thì mình sẽ đến với kingdom đầu tiên, đó là kingdom 2625. Đó, ở đây thì anh em cứ post bài lên trên group, mình thấy mà kingdom nào tuyển quân thì mình sẽ làm video nhá anh em. Tại vì thông thường mình vẫn đi review account để tuyển quân cho các bạn. Tuy nhiên trong những cái video tin tức như này thì mình nghĩ là một cái tổng hợp tuyển quân các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Thì hiện tại 2625 theo như thông tin của họ cung cấp ấy thì đang là một kingdom Việt Nam sit C và đang mở di cư để chuẩn bị cho KVK10. Thì trải qua 9 KVK, hiện tại 2625 đã có được 3 ngôi sao. Win KVK 1 năm 22 này, win 1 KVK nữa đầu năm 23 và mới win 1 KVK có sao luôn 2024. Quà liên minh hiện tại đang là quà 24 nha, như vậy đã trải qua 9 kỳ KVK rồi. Và khi nhìn vào dàn R4, R5 ở đây thì chúng ta có R5 là Triệu Vân này, sức mạnh đang là 87 triệu với điểm tiêu diệt 2 tỷ 5, 60.
với cái dàn người chơi R5, R4 như này ấy thì có lẽ là 26, 25 cũng sẽ đánh một kingdom định hướng theo seed thấp thôi. Mình không biết được cái số lượng kill point của 26, 25 hiện tại bao nhiêu, do là mình có thử tạo nhân vật ở một số kingdom rồi ấy, nhưng mà yêu cầu trên level 8 mình mới soi được. Thì có thể ở trong những cái video tiếp theo dạng như này thì mình sẽ cố gắng thu thập cái thông tin về kill point cho anh em. Nhìn chung thì với một cái liên minh mà 6 tỷ 8 thì mình thấy là đánh sẽ seed rất là thấp đấy. Nhưng ở bên này thì được cái rất là đông anh em Việt Nam. Kill point R4, R5 thực ra thì mình nghĩ là cũng ổn. Đấy, mình nghĩ là cũng ổn. Tầm mấy tỷ kill point như này đối với kingdom 7 tỷ pa là ok rồi. Hiện tại thì 26, 25 đang có nhu cầu tuyển quân. Chỉ cần có tinh thần ở chiến đấu sắt cánh cùng anh em thôi các bạn. Với lại sẵn sàng nhận cả team luôn nếu mà anh em chơi theo team nhá. Đó. Đây sẽ là một kingdom mình nghĩ là sẽ phù hợp với những cái bạn mà đang muốn tìm kiếm một kingdom seed thấp. Tại vì nếu mà các bạn mà có bay về số lượng lớn thì mình nghĩ rất là khó từ seed thấp mà lên seed cao được sau một đợt tuyển quân. Đó thì anh em có thể cân nhắc kingdom 26-25 nha. Rồi kingdom thứ hai thì mình sẽ có là kingdom 2872, thì sẽ là kingdom seed B nha. Và đây sẽ là một kingdom theo như các bạn ấy nói là được cái là F2P lì đánh không chạy. Mình đang ở trong map KVK của 2872 đó. 2872 thì 10 ngày nữa sẽ kết thúc KVK nha anh em. Nhưng mà mình đang chưa thấy cái liên minh nào có cái chữ 72 ở trong Kingland cả. Mình thử xem nào. GOA này, liên hiệp xem. Ok, mình chưa thấy 2872 đâu. Mình không biết là 2872 có win KVK này không hay là thua nữa. Ừ, ok, mình đã thấy liên minh của 872 rồi nha. Có lẽ là 872 đã để thua KVK này rồi. Đó, mình thấy là họ đang có liên minh phần lớn là đất đang ở trong zone 4 thôi. Ok, mình sẽ tìm liên minh chính của họ nha. B872 đây các bạn. Đó, clan sẽ là tổ dân phố nha. Hiện tại thì B872 chúng ta đang có sức mạnh là 7 tỷ 2, như vậy chỉ cao hơn 2625 một chút. Với 4 sao trên lá cờ KVK, win khá là nhiều. Win 3 KVK vào năm 23 và 1 KVK vào cuối năm 22. Đó thì hiện tại 2872 mình thấy là cũng đang có yêu cầu là tuyển thành viên luôn. Ở R5 thì mình thấy là đang cầm một cái nick farm thôi. Dưới này chúng ta có một số R4 này. Ủa, R4 mà điểm tiêu diệt 13 tỷ 9 cơ à? Mạnh đấy nhở. Thêm một nick là Leo Lucas này. Đây, điểm tiêu diệt 11 tỷ 2. Và 2872 thì ngày xưa cũng khá là mạnh. Thêm một nick nữa, bộ Kinh Vân này, 14 tỷ 2 các bạn. Ở mấy cái nick này đương nhiên là mấy boss Việt Nam chắc không có thiếu tiền nạp tech rồi. Đó, mình sẽ show cho anh em thêm một số nick nữa của 2872 nha. Wow cáo này, 82 triệu pound, điểm tiêu diệt 1 tỷ 6. Thực ra đối với những cái kingdom mà đánh seed thấp tầm dưới 8 tỷ pound liên minh ấy, thì lên kill point khá là khó nha anh em. Một mùa đánh đủ 30 triệu đã là một cái gì đấy tương đối là vất vả rồi. Thì hiện tại 2872 mình thấy là họ đang có nhu cầu tuyển Ki Cung và Dep. Và các bạn mà về đây sẽ được ưu tiên như quý phi luôn. Đó nên là đang cần những cái bạn nào mà muốn chơi ở kingdom vui vẻ, nói chuyện hàng ngày đấy, thưởng hoạt phân minh đấy. Và thậm chí là thế bảo kingdom này còn có nhà thơ, có cả bác sĩ, có cả các bạn nữ đàn ca tài tử. Nghe là phát là muốn về đây chơi thử rồi anh em. Và rất tiếc là hình như KVK này 872 lại thua. Mình thấy đang họ đang ở trong zone 4 khá là nhiều, không vào được Kingland. Hơi đáng buồn, hy vọng anh em về để cùng 872 win KVK tiếp theo. Kingdom tiếp theo mà mình thấy là cũng đang tuyển quân trên group, đó chính là Kingdom 3267 nha. Thì hiện tại 3267 đang chuẩn bị bước vào cái mùa KVK4 đầu tiên và đã chiến thắng được cái KVK3 vừa rồi. Tuy nhiên thì mình thấy ở trên cờ của 3267 hiện tại là chưa có ngôi sao nào. Sức mạnh hiện tại đang là 7 tỷ 4, đó, bên này cũng rất là đông anh em Việt Nam. Một Kingdom mà mới lên KVK4 lần đầu thì trong Kingdom sẽ còn rất là nhiều những cái nick chơi từ K1 lên nha. Đó, thấy ở đây có một nick R4 trông cũng khá là mạnh này. 127 triệu pao với điểm tiêu diệt 21 tỷ 3. Wow. Tính ra mấy kingdom này ấy, nếu mà lên là gặp gần như là có thể gặp nhau đấy. 3 kingdom mà mình vừa show cho các bạn thì chắc là kingdom là lên là có thể gặp nhau luôn. Đây thêm một nick nữa, 3267 này. Nick dứa 93 triệu pao, điểm tiêu diệt 2 tỷ 2. Một nick là WR Mèo, kill point cũng 13 tỷ nha anh em. Mình cũng không nhớ là drama 3267 là như nào. Mình thấy họ kêu là bỏ qua cái drama đi để hướng tới cái KVK4 mới. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu bay về 3267 thì cũng có thể liên hệ nha. Với cái kingdom mà mới lên chinh phạt như thế này thì tôi nghĩ là chắc cũng không yêu cầu quá cao, giống như là tuyển xuyên sơn hay là pop up các thứ. Nhưng mà chắc chắn là những kingdom thì họ tuyển quân họ sẽ đều ưu tiên những nick mà thứ nhất là chịu đánh này, thứ hai nick phải ok một tí, có mấy đạo đánh đầu.
3267 thì sức mạnh 7 tỷ tư thôi, mình không biết là số Q point. Game nó phải cho kiểu xem Q point bằng cách nào đấy nó dễ thì mình đi xem cái này mới dễ đúng không? Chứ tạo nhân vật ở Kingdom xong nó phải chơi level 8 thì chắc cũng mọt kiếp chưa lên được. Kiểu cứ lâu lâu lại soi một Kingdom ấy, tạo một nick mới chắc chết. Và bây giờ mình sẽ đến với một Kingdom tiếp theo. Đây sẽ là một Kingdom mình nghĩ là cũng khá là thú vị, đó là Kingdom 3457 nha. Thì tại 3457 chỉ sắp bước vào KVK1 thôi nha các bạn. Tức là những cái bạn nào mới chơi ấy, thì có thể cân nhắc để bay về 3457 nha. Ở 3457 thì đang cần tuyển những cái người chơi chung cụm về, mình sẽ xem cụm của 3457 có Kingdom nào. Ở 3457 chúng ta đang có sao rồi. Đấy, có cái ngôi sao này thì đồng nghĩa với việc là những cái nick mà trên 10 triệu pound là sẽ không thể nhập cư vào được vương quốc này. Thì ví dụ ba Kingdom là 58 này, 59 và 60. Nếu mà có bạn nào mà muốn về 3457 thì có thể nhập cư về. Bên này vẫn đang tuyển thêm anh em Việt Nam về nha. Thì thấy bảo là Kingdom sẽ có thêm 3 boss sẽ lên T5 ở giai đoạn pre-KVK với mục đích là giành cái ngôi sao đầu tiên trên lá cờ. Tại cái Kingdom này cũng chưa đánh KVK bao giờ. Thấy có một liên minh, đấy, clan chính sức mạnh 1 tỷ này, thủ lĩnh là Sunny, quả liên minh là quả cấp 13. Có một nick là Chapter 26 triệu pound, mình không biết là liệu có lên T5 nick này được không. Đó, xem tiếp một số clan nữa nha. KVK1 thì thường sẽ có tầm 3 đến 4 liên minh. Một clan nữa là LW57, hiện tại sức mạnh là 853 triệu với quà liên minh là quà 12 này. Đó, rất là đông anh em Việt Nam nhá. Đây, một nick là Cu Tèo Anh này, đã 33 triệu pound rồi. 33 triệu pound mà lên T5 được ra khoảng cách vẫn còn khá là xa, nhưng mà biết đâu là chủ nick có thể đầu tư thêm vào. Một nick là Report này, hiện tại cũng 38 triệu pound. Mình thấy ở đây còn một liên minh nữa là liên minh màu xanh lam 57TB. 57TB Việt Nam Champion với R5 là... vãi nồi Tokuda. Bên này chắc clan rồi, clan Tokuda quá, Việt Nam Champion cái gì đúng không? Đó, thì hiện tại 3457 thì chỉ tuyển anh em ở KVK1 thôi. Đó, đang tuyển cho các bạn. Ok, và đây là Kingdom cuối cùng nha. Đó sẽ là Kingdom 2727 nha các bạn. 2727 hôm trước có một bạn có gửi nick cho mình review rồi. Đấy, tuy nhiên thì mình vướng cái đợt offline 2975 nên mình cũng chưa có sửa xong được video nữa. Thì 2727 ngày xưa có boss Aston, đây cũng là một Kingdom ngày xưa khá là mạnh. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ sức mạnh còn 9 tỷ tư thôi và đã có một ngôi sao trên lá cờ nha. Quả liên minh hiện tại là quả 29. 2727 hiện tại thì thậm chí họ còn đang có nhu cầu là tuyển cả R4 luôn nha anh em. Quả R5 này thì trông Q-Boy rất là cao nha, 12 tỷ điểm các bạn. Bây giờ thì bên này tôi thấy là đang kêu tuyển R4, là yêu cầu tuyển 2 R4 có kinh nghiệm và dành nhiều thời gian cho Kingdom. Các bạn R4 thì sẽ được ưu tiên xếp MGE, các bạn mà mới về ấy, rồi cống hiến KVK thì cũng sẽ được đánh giá theo Q-Boy để chia MGE nha. Đó, điều kiện để về 2727 thì sẽ yêu cầu là có tối thiểu 3 đội quân để đánh trên Open Field với điểm tiêu diệt là lớn hơn 1B. Và 2727 hiện tại cũng đang tuyển Key Rally, Key Dep. Đối với những cái bạn mà làm Key thì chắc chắn là Kingdom sẽ cho các bạn ở top 1, top 2 MGE luôn. Và với một cái điều kiện là các bạn phải nạp visa nha. Phải nạp tối thiểu là pop up với một nửa gói xuyên sơn. Một nửa gói xuyên sơn nha anh em, chứ không yêu cầu là full cả gói xuyên sơn đâu. Mình thấy đây là một cái điều kiện khá là hay và khá là công bằng cho những cái bạn nào mà thích ăn MGE và có nạp tiền. Đó, thì đó là đợt tuyển quân của 2727. Các bạn nào muốn về Kingdom 2727 thì cứ nhắn tin trực tiếp cho R4 và R5. Đó, tất cả những Kingdom mà mình vừa show cho anh em trong cái năm Kingdom Việt Nam vừa rồi ấy, thì các bạn muốn về cứ nhắn tin trực tiếp cho R4, R5 nha. Thì đối với những cái bạn người chơi mà F2P, những cái bạn mà đang muốn tìm kiếm Kingdom mới, hoặc các bạn đơn giản là mới quay trở lại game, thì lời khuyên của mình đó là các bạn nên tìm kiếm những Kingdom mà phù hợp với cái thời gian cũng như là tiền bạc các bạn đầu tư vào. Tại vì ví dụ các bạn ít thời gian thì mình khuyên là các bạn nên tìm kiếm những Kingdom seed thấp, nó sẽ vừa tầm hơn. Và trước khi bay về thì các bạn nhớ nhắn tin cho R4, R5 ở các Kingdom đó để hỏi kỹ hơn về cái yêu cầu nhập cư cũng như là yêu cầu người ta mở cái mũ nhập cư để cho anh em bay về nha. Đó, và video ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Không biết là các bạn có thích những cái video kiểu như thế này không, hay là các bạn có yêu cầu gì về nội dung thì anh em hãy bình luận phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Bye bye anh em.